Trời ơi các bạn ơi, mình thật sự yêu các bạn phải nồi luôn. Trời ơi, yêu các bạn phải nồi luôn các bạn ơi. Thì hôm qua mình mới vừa ra tập 1 của series Vùng Đất Chết. Và mình có nói với mấy bạn rằng là nếu như video tập 1 đạt được 20.000 like thì mình sẽ ra tập 2 cho các bạn xem. Ai về đâu mình không được 20.000 like, mà mình được 30.000 like luôn. Trời ơi là trời, phải nồi thật, mình không ngờ luôn các bạn ơi. Mình không ngờ các bạn lại lầy đến như vậy. Các bạn cho mình đến tận 30.000 like luôn. Ok, vậy thì mình để xem coi video tập 2 này, để coi liệu rằng là nó có thể đạt được 30.000 like không nha. Chứ video tập 1 là thấy được 30.000 like đó, không biết tập 2 được mấy like đây. Ok, và chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ok, vào game thế nào mấy bạn ơi. Thì trong tập trước chúng ta đã xây được một căn nhà để chúng ta sống rồi nè mấy bạn. Đó, một căn nhà bé bé xinh xinh. Mai này mình sẽ xây lâu đài mình ở luôn. Và chúng ta đã bắt nhốt được một anh dân làng ở dưới đây. Anh dân làng này đổi đồ mắc quá. Đổi đồ gì đâu đến tận 8 kinh nghiệm luôn. Ôi là trời. Đó, và trong tập trước mình có hứa với mấy bạn rằng là nếu như mình đạt được 20.000 like thì mình sẽ đi thám hiểm cái tòa tháp gọi là tháp quái vật này. Đó, thì các bạn đã ủng hộ cho mình lên được 30.000 like luôn. Mình rất là cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like ủng hộ cho video này đạt được 30.000 like luôn nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ giữ lời hứa thì mình sẽ đi thám hiểm cái tháp này nha. Trời 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 trời. Mới đến gần thôi nghe tiếng quái vật rồi đó. Để mình chỉnh tiếng game nhỏ nhỏ lên xíu. Đó, ok rồi. Bây giờ mình xem coi cái tháp này liệu rằng là nó có gì nguy hiểm không nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện lời hứa nè. Đó, mình sẽ đi vào trong tháp nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong tháp đây. Nhảy lên, bắt cua hai lóc. Ui, mấy con quái vật nhỏ nhỏ kìa. Đánh nó ra. Ui, ok rồi rồi, mình đi vô nha. Mình sợ chết quá à, nhưng mà mình lỡ hứa rồi mình phải vô thôi, giờ biết sao. Ê, ây da, ui, ui. Phải rồi, chưa gì mà chết queo mấy bạn ơi. Ok, không sao cả. Bây giờ mình sẽ nhấn vào nút tiếp tục nè. Và bây giờ á, mình không có sao thì mình sẽ dùng một xu mini để mình có thể gọi là hồi sinh nha bạn. Mình sẽ tốn một xu nha. Trời tốn tiền quá. Ok, hồi sinh nè. Rồi, đánh tiếp. Ui, trời, phải giết được mấy con này. Ồ, mấy con này nó mạnh quá bạn ơi. Nó đánh mình chết hoài luôn á trời. Ok, lại lại lại. Mày hả mày? Ok ok. Ok, lượm lại kinh nghiệm, lượm lại kinh nghiệm. Ôi, mấy con quái này nó mạnh lắm, nó quýnh mình một cái thôi là mình chết queo luôn á. Ôi, ui, đừng quýnh cái nữa nha, quýnh thêm cái nữa tao chết đó ơi. Ui, no. Rồi, có mấy con á thì mình phải lại gần nó thì nó mới quýnh. Ây da, con nào vậy? Con nào quýnh lén vậy? Mày hả mày? Ui, con này mỗi lần nó quýnh mình cái là mất 50 máu luôn, con này mạnh thiệt. Ha ha, mình đã giết được một tuần rồi nè. Ok, mình đã diệt được một tầng rồi. Để mình xem coi trong cái rương này nó có gì nha bạn. Khoan, trước khi xem cái rương mình sẽ lấy mấy cây đuốc luôn. Lấy mấy cây đuốc đem về nhà xài. Đó, nhà mình không có đuốc cho nên mình sẽ lấy hết mấy cây đuốc này đem về nhà xài. Ok, rồi, mở rương ra. Trong rương hiện tại là mình thấy có sắt nè. Với lại có gỗ nè. Đó, được. Ok rồi, chúng ta bắt đầu lên tầng thứ hai nha bạn. Đây chính là tầng thứ hai nè. Thì mình thấy nó hơi tối nha, để mình thắp đuốc lên. Ok, chúng ta cùng nhau lên tầng thứ hai nào. Ok, để mình lên tầng thứ hai nha các bạn. Không biết tầng thứ hai sẽ là quái vật gì đây. Mình thấy hơi nguy hiểm rồi đó. Ok, đạp nó ra coi. Rồi leo lên nè. Con gì đây? Ui, zombie người. Ui, trời ơi là trời, nó đấm mình chết rồi. No. Ây da, trời ơi, nó đập mình một cái là mình chết các bạn ơi. Nó chỉ cần đập một cái thôi là mình chết queo luôn á. Mày. Ôi, trời ơi, chết nữa rồi. Mày á, tránh xa tao ra coi. Ui, nó mấy con này chỉ cần đập mình một cái thôi là mình chết rồi các bạn ơi. Ui, mà nó đánh xa thiệt sự luôn á. Trời chết rồi, tốn thèm xu nữa rồi. Tốn tiền thiệt sự luôn trời. Mày hả mày? Ui, mày hả mày? Ok, giết được. Còn con nào không? Hết rồi. Trời mày quá, giết được hết rồi. Ui, tiếng quái vật kêu quá trời luôn. À, mình có lượm được bộ giáp nè bạn ơi. Đó, mặc bộ giáp vô. Chứ mình có lượm được một cây rìu sắt nè. Nó cho mình cây rìu bạn ơi. Hợp lý. Ui, con hả? Phải nồi. Ok rồi, để xem cái rương này coi nó có gì nha. Trong rương này nó có cây tương với bánh mì hồi máu. Wow, trời ơi, may quá, có bánh mì hồi máu để ăn rồi. Ok, để mình ăn bánh mì hồi máu vô. Mình đang bị hết máu nè, còn có 3 máu à. Rồi, ăn vô để hồi máu nè. Cái này hồi máu cực kỳ nhanh luôn nha. Rồi, nó hồi máu cho mình lên 100 máu đi. Rồi mình sẽ tiếp tục lên đánh thêm một tầng nữa. Ồ, tầng này hình như là mấy cái con mà quăng giáo các bạn ơi. Thắp đuốc rồi nè. Ok, rồi leo mình xem mấy con này tầng thứ hai này, tầng thứ ba chứ. Tầng thứ ba này là con gì? Ui, mấy con quăng giáo. Ui, mấy con mà nó phóng cây giáo ấy bạn. Đây chính là tầng của mấy con mà nó phóng mấy cây giáo á. Ui, mày hả? Ui, đông quá, trời ơi đông quá. Ui, nó phóng mình kìa. Ui, mày phóng tao hả?
ui ui ui, nó phóng. Mày phóng hả mày? Phóng đi, trời, phóng dễ gì chúng ta được. Mày ôi trời ơi, mày hả mày? Ôi ôi, ok rồi, trời, tính ra. Ôi, bạn coi nó phóng nè, nó phóng một nùi luôn, trời ơi trời, đằng sau lưng mình nè, quá trời luôn. Ok, để xem cái rương này có gì nha. À, nó cho mình một đôi giày, một cái áo với lại hạt giống đó nè. Ôi, có hạt giống cây dưa hấu với lại cây bí ngô nè. À, giờ chúng ta sắp có hạt giống bí ngô với dưa hấu để trồng rồi. Ok, mang đôi giày vô luôn, vậy là mình đã có full bộ giáp da nè. À, hợp lý quá luôn á. Ok, rồi, để coi tầng tiếp theo là con gì đây. Mình thấy là mấy cái tầng này là nó hơi dễ dễ vậy đó. Ok, khoan từ, mình lấy mấy cái đuốc đem về luôn. Có đuốc mà xài, chứ giờ mình đang nghèo bạn ơi. Đang nghèo trên có gì thì lấy cái đó. Ok, rồi. Rồi, để lên tầng tiếp theo coi nó là con gì nha. À, để thắp đuốc lên nè. Rồi, không biết tầng tiếp theo là con gì đây. Từ nãy giờ thấy càng lúc nó càng khó rồi đó. Tầng tiếp theo là con quái vật gì đây? Ui, mới vừa lên chết luôn rồi. Phải rồi. Con gì vậy? Ui, con nhện các bạn ơi. Con nhện. No. Ôi, trời ơi, nó lại giết mình nữa rồi. Nhện hả mày? Ui. Ui, đau thế, nó đánh mình dễ chết vậy. Ôi, chết nữa nè. Ui, một bầy nhện luôn bạn ơi. Cứ hở nhào ra là nó lại giết mình chết à. Ui, rồi chết nữa rồi. Tốn mấy chục xu luôn, từ nãy giờ tốn hơn 10 xu rồi đó. Ôi. Mày giết tao hả? Ok, mình phải lệ, mình lụm mấy kinh nghiệm cái đã. Ôi, mấy con nhện nó đang đứng im mấy bạn ơi. Mấy con nhện này mình phải lại gần nó mới đánh mình nha. Mày hả? Ok, cũng may quá, mình phải lại gần thì nó mới đánh mình, chứ không thôi nó mạnh nhào vô đánh tập thể chắc mình chết luôn quá. Mày hả mày? Ok. Đây, lại gần đây. Ui, một lần mấy con luôn. Nhào vô đây. Chơi hết một lần cả chục con tao cũng giết luôn á, chứ tưởng hả tao hồi sinh được mà. Mày hả mày? À, rồi, lụm kinh nghiệm. Rồi. Rồi, có cái rương tiếp theo là cái gì đây? À, trời, nó chỉ cho mình được mấy cái mía nè, lúa với lại là mấy cái gọi như là cà rốt rồi thôi à. Cũng không có được cái gì xịn lắm. Coi tiếp nha. Ui, cái tầng này. Ui, các bạn mới nghe tiếng gì không? Hình như mình nghe tiếng của con quái đá mấy bạn ơi. Con quái ở bên dưới địa ngục á. Ui, đừng có nói là quái đá thiệt nha. Ui, trời, thôi, dẹp, tôi đầu hàng. Gặp mấy con này thì chết. Chết chắc rồi. Là trời, mấy con này nó chỉ cần đập cho mình một phát thôi là mình chết luôn á. Mấy con này là đến tận gọi là 100 mấy đam lần đó. Ui, đứng đây đánh được không? Hình như nó không lại gần mình được. Nó không lại gần mình được các bạn ơi. Mày hả? Lại gần tao được không? À, nó không đánh mình được các bạn ơi, mình đứng dưới đây nó không đánh mình được. Phải rồi, chết mày đi. Mày hả mày? Một con nè, hai con. Ui, tránh xa tao ra. Ui. À, lại đây. Trời ơi, nó không lại gần mình được các bạn ơi. Mấy con này đi chậm lắm. Phải rồi, được. Mày hả? Rồi. Rồi, chết queo hết luôn. Ok. Này thì đánh tao hả vậy? Trời ơi, game là dễ. Okay. Rồi, để coi tầng tiếp theo được cái gì đây. Kim cương mấy bạn ơi. Wow, trời ơi, có kim cương rồi nè. Đó, lấy kim cương, sắt nè. Có phân ở đây đó vậy. Ok, thôi kệ, có thì mang về để mình bón cây. Có kim cương rồi nè. Chúng ta sẽ làm được một cái kiếm kim cương. Đó, trời ơi, trời, hấp dẫn. Để coi. Ơi, cái này hình như là tầng cuối cùng rồi nè. Để mình lên mình xem thử tầng cuối cùng là con gì nha. Ui, mình chưa kịp thấy mặt nó luôn, nó giết mình luôn rồi. Mới vừa đào chưa kịp thấy mặt nó thôi, nó đã đập mình chết rồi. Con này con gì vậy? Ui, con gì nhìn ghê vậy? Từ từ, để mình xem coi. Mình đang được cái dòng bảo vệ. Ui, con quái vật gì mà nhìn cái mặt nó nhìn ghê quá vậy? Phải nồi, để mình thắp đuốc lên cho nó sáng chỗ này lên nè. Mấy bạn ơi, con quái vật này là con quái vật gì vậy? Sao nhìn cái mặt nó ghê quá vậy? Ôi, mày hả mày? Ui, mày hả mày? Ui, trời. À, nó đang bị kẹt rồi. Kẹt hả mày? Ui, nó quýnh mình cái là mình sẽ bị chậm nữa bạn ơi. Ok, còn có hai máu rồi, để ăn vô đã. Bánh mì đâu? Ok, bánh mì đây. Để mình ăn vô mình hồi máu bạn ơi. À. Ok. Mày hả mày? Mày. Ui. Trời. Mày. Ui. Mày hả mày? Ui. À, tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra đập có vài cái chết queo. Ok, lụm được rồi nè. Để coi nó cho mình gì nha.
Ủa, con quái vật này nó cho mình được một viên kim cương các bạn ơi, với lại một viên đá thì phải. Ôi, tính ra cũng không gì ngon nha. Ở trên đây nó có gì đây, để mình leo lên trên đây mình coi thử trên đó nó có gì nha. Hình như trên đây nó có rương hay sao các bạn, mình leo lên thử nha. Để lấy thêm lóc đã, ok, leo lên nè. À, ôi đúng luôn các bạn ơi, một cái rương. Ủa nhưng mà sao cái rương này nó được bỏ trong cái lồng sắt gì nghe nhìn kiểu, nhìn nghiêm ngặt quá vậy. Ok, để xem thử coi nha. Cái rương trong đây, trời ơi, được có 3 viên kim cương hay là làm gì mà bọc bằng sắt là thấy ghê. Thôi kệ, có kim cương là được rồi, không cần đi mai có kim cương luôn mấy bạn ơi. Với lại có cái bình gì nè, cái bình gốm đó là cái gì vậy? Ok rồi, thôi kệ rồi, lấy luôn cái rương đem về nhà xài luôn mày ơi. Không có rương à, đem cái rương này về nhà xài. À, ok. 1 hour later. Ok, bây giờ trong đây mình có một sắt nè bạn ơi. Rồi mình sẽ chế tạo cho mình một cái kiếm kim cương nha. Đó, có kiếm kim cương xài rồi, để bạn chế tạo lên đây. Đó là chế tạo đây, kiếm kim cương. Chúng ta đã có được một cái kiếm kim cương các bạn ơi, xịn chưa, xịn chưa ơi. Chiu đó, quá xịn luôn. Trời là trời, kiếm kim cương của tôi nha. Đó rồi, ok, lần này chúng ta đã đi thu thập được kiếm kim cương nè. À, có cái bình gốm này mình không biết cái bình này là cái bình gì cả, thôi kệ, cứ bỏ vào rương đi. Rồi có thêm hạt dưa hấu nè, hạt dưa hấu chắc có lẽ mình sẽ đem ra ngoài mình trồng gọi là kiếm dưa hấu ăn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, và trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Chúng ta đã đi thám hiểm cái tòa tháp quái. Đây tòa tháp này, chúng ta đã giết được hết mấy con quái trong đây. Và chúng ta đã kiếm được kim cương. Chúng ta đã có thể làm được một cây kiếm kim cương các bạn ơi. Chiu! Đó, kiếm kim cương siêu đỉnh cao. Đó. Rồi, ok. Và mình nghĩ rằng tập này đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mọi người thấy thích video này của mình thì đừng quên nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và giúp cho video này đạt được 30.000 like để mình có thể ra được tập 3 trong ngày mai nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em, phải rồi, tạm biệt.